Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một game, đó là game đai thử thách. Thì lâu rồi mình không có một clip cho bạn xem, thì xin lỗi các bạn, mong thật trong cảm cho. Bây giờ mình sẽ vào giao diện của game đai thử thách. Game rất là hay trên mạng xã hội hiện nay. Mình vẫn đã chơi thử bạn ạ, thì mình đã chơi được bàn 1, được điểm D. Nên mình sẽ chơi từ bàn 2 nha. Dựa trên trò quan tù tì, chọn trái phải, thắng hoặc phải thắng, hoặc hòa nhanh nhất có thể. Trời ơi, anh này nói nha. Thắng, thắng, hòa, thắng, thắng, hòa, hòa, thắng. Thắng, thắng, đừng đừng C vào lại. Tiếp theo nha. Và câu hỏi là nhấn mũi tên trái hoặc phải để giữ cho cậu bé kia không trong thăng cân bằng, trạng thái cân bằng lâu nhất có thể. Lại vào nha. Tiếp theo này là gì? Lạ, mình thấy chưa lạ. Không ngờ rằng giữ nó khó lắm mà. Tám rồi bạn nha. Cái gì đây? B. Kỷ lục mới. Giận mình hacker không? Tiếp theo, nhấn lần lượt bàn chân trái hoặc phải để đi tới toilet nhanh nhất có thể. Trời. Tốt quá, tốt rồi ạ. Lại nè. Ồ. Ồ, thật vào nè.
tự. Cố gắng các bạn nha, cố gắng. Theo màn thứ 5 bạn nhá. Thì hoàn thành, hãy hoàn thành người tuyết nhanh nhất trong nhanh nhất có thể bằng cách sử dụng nhiều ngón tay cùng lúc. Ba ngón à. Rất nhanh chứ. Rất nhanh trí đó. Ôi. Lạ bạn nha. Cố gắng để qua được màn này. Quên tay rồi. Quên tay à.
cố gắng. Đau cả đầu với trò này rồi ạ. Thôi là mình sẽ tạm dừng clip tại đây, tại vì màn rất là hack não mình. Sẽ tạm dừng clip tại đây, mình hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Chào tất cả các bạn.